xin chào các anh chị em Rocket. Mình tên là Hiệp. Em tên là Nguyễn Hải Phong, là đội của tầng 13. Thì hôm nay em đá ở vị trí trung vệ phải. Nguyễn Xuân Hiếu, tầng 12, vị trí tiền đạo cánh phải. Mình tên là Sơn, mình đội trưởng tầng 13. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Em là Nguyễn Tuấn Dương, em đá ở vị trí tiền đạo, nhưng mà chắc em dự bị. Xuân Hiếu có cái skin xoay combo của thầy Sơn. Đối thủ đáng gầm nhất của em chắc là thầy của em là anh Sơn. Mình đáng gầm nhất là Phong NH. Đó là chuyên gia đốn chân anh em. Thực ra mình thấy tầng 13 đá cũng hay đấy, nhưng mà là hay thua. Cho dù đội bạn có đá hay thế nào thì vẫn không thể chiến thắng đội tầng 13 chúng mình. Tôi mong đội 12, tầng 12 cầm giỏ đi xách trứng về. Hôm nay anh em đá để mừng sinh nhật lần thứ 12 của con sót. Mong anh em có trận cầu giao lưu rất là vui vẻ. Đúng tinh thần thể thao. Đấy, và cùng dù đội nào đội thắng thua cũng được, nhưng mà hôm nay chúng ta đá hết mình và cùng vui. Ok, hôm nay chị em có mặt đây cổ vũ cho tầm bao nhiêu nhỉ? 12! Mọi người dự đoán tỷ số sẽ là bao nhiêu? 12-0! Ôi trời ơi.
khó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.